Ha Nhiên chào lại tất cả các anh chị em đang có mặt tại livestream của Nhiên ha. Hôm nay thì mở mở đầu chương trình Nhiên không có mở bài hát quen thuộc Đảng đã cho ta một mùa xuân. cho các anh chị nghe giống như thường nhật của Nhiên, đó là bài hát đi vào lòng người và bài hát đã nhắc nhở chúng ta về công ơn của Đảng Cộng sản và các cấp chính quyền chính phủ đã đem đến cho người dân chúng ta người dân Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay một cái một cái sự phát triển kinh tế vượt bậc và cho nhân dân của chúng ta được hưởng cái nền độc lập hòa bình đó là bài hát nhiên hay mở cho tất cả các anh chị em nghe và ngày hôm nay thì nhiên mở cho các anh chị em nghe bài quê hương là bởi vì sao bởi vì nhiên muốn nhắc nhở những người con xa xứ những người con mà uh, sống xa đất mẹ và uh, dù ở hoàn cảnh như thế nào dù chúng ta gặp hoàn cảnh như thế nào ở nơi đất khách quê người thì chúng ta vẫn còn được một nơi để chúng ta luôn nhớ về và luôn uh, trong trái tim của chúng ta đó là quê hương quê hương là chùm khế ngọt quê hương của chúng ta là ở đâu là ở đất nước việt nam mình nơi mà chúng ta chào đời và sanh ra, nơi mà có rất là nhiều uh, chiến, nhiều chiến tranh, nhiều nơi một đất nước uh, bị rất là nhiều đất nước khác dòm ngó vào và họ rất là muốn uh, chiếm lấy đất nước của chúng ta, một đất nước bé nhỏ, một con người bé nhỏ nhưng mà gan góc và một cái sự uh, hy sinh của cha ông chúng ta để đem đến cái cái nền độc lập hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay thì là một người con của đất mẹ mong là chúng ta trân trọng và luôn luôn nhớ trong lòng mình quê hương Việt Nam mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng và trân trọng những cái điều mà chúng ta đang có vì sao nhiên mở bài ngày ngày hôm nay nhiên mở bài này và nhiên để một cái một cái hình uh, những đám mây và những cơn mưa rất xuống là tại vì uh, nhiên uh, chợt nhớ đến những người những đứa con ngỗ nghịch của đất mẹ mình đã uh, từng uh, nói xấu đất nước việt nam rất là nhiều họ nói nước việt nam mình uh, bộ y tế y tế việt nam bác sĩ việt nam không có lương tâm rồi không có một cái uh, một một cái um, gì đặc biệt cho người dân hay là họ luôn chế diễu y tế việt nam mình họ luôn chế diễu đất nước mình và họ luôn nói đất nước việt nam mình đó là À, nghèo, khổ, ăn uống Rồi à, Dơ bẩn hay là cái này các kia Đó là những kẻ chống cộng cực đoan Như à, Bích Trang Giống như à, à, Tân Thái Benny Trương, Lisa Phạm Rồi à, một số thành phần khác Đà Minh Quân, rồi Đông Tà Hay là những tên à, Chống cộng cực đoan à, nổi tiếng Đã từng đình đám ở trên Không gian mạng này Và các anh chị em của chúng ta đã từng biết và lên phản biện từ đấu trường cho tới livestream của họ và chúng ta phản biện dứt điểm những cái câu xuyên tạc của họ về đất nước mình về môi trường tài nguyên về con người về bộ y tế và tất cả mọi thứ và chúng nó luôn luôn nói là chúng ta chỉ là bưng bô cho chính quyền chúng ta lắp chúng ta giả dối hay là gì đó abc ok vậy thì ngày hôm nay Quả báo đã đến với lại những kẻ đã xuyên tạc đất nước mình một 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 cách rất là công bằng. Vì sao như nói công bằng đúng là về tình người thì chúng ta sang sẻ và chúng ta cầu nguyện cho họ vượt qua được những cái những cái khó khăn trong cái mùa dịch Covid này. Nhưng chiếu theo đạo nghĩa, chiếu theo cái 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 cái, cái luật gọi là luật trả giá nhân quả thì họ đã có vay thì bây giờ họ phải trả nhưng chào tất cả các anh chị em mới vào nha biến xanh Bồi ta đã nói mày rồi mày không có quyền vào đây ok thôi chào ta cho mày ngồi mày nghe trong đây có một cái tên đúng là thằng xanh Bồi nó là một cái thằng chống cộng và một cái thằng xạo láo nhất trên cộng đồng mạng này nó luôn nói là đất nước Việt Nam mình đồ ăn nhiễm độc rồi à, à, nó nói là à, bộ y tế việt nam mình nó không tốt ê bây giờ mày ngồi ngồi mày cầu nguyện cho con bích trang đó, đồng bọn của mày kìa đồng bọn của mày đó tao cho mày ngồi im nha mày ngồi im mày nghe tao nói chuyện thôi chứ mày không có được quyền vào đây để mà ẵng ok đó tao nói mày rồi mày bớt bớt cái mỏ mày lại đi thằng cha sành bùi mày chỉ có luận điệu của mày cái đầu óc của mày tư duy của mày là não của mày là bị phẳng rồi tao không có dạy mày nổi đâu ok biến thì các anh chị còn biết thành phần cực đoan thành phần thế hệ F2 giống như cái thằng Jason Bùi này nè Jason Bùi, Bích Trang, Tân Thái, Benny Trương, Đào, Minh Quân hay là những thành phần chống cộng cực đoan mày khỏi cần phải mày khỏi cần phải quảng cáo ở trên không gian mạng này và cả đất nước Việt Nam đều biết an nhiên người ban mới thuộc khỏi quảng cáo cưng biến đi ra chỗ khác ok thì những kẻ này hay ra rã nói đất nước Việt Nam mình nói xấu xuyên tạc đất nước Việt Nam mình rất rất là nhiều và nói là bộ y tế của nước Việt Nam mình à, à, không có nhân đạo vậy thì ngày hôm nay đất nước Việt Nam mình đã làm được rất là nhiều điều vẻ vang qua cái mùa dịch covid này cả thế giới đều nhìn vào chúng ta và cảm thấy một cái sự ngưỡng mộ một cái sự trân trọng và kính phục ngoại trừ những kẻ à, bất hiếu giống như thằng chê sành bùi giống như tân thái benny trương tân thái thì nó khốn nạn đến mức độ mà nó nó để cho mẹ nó về việt nam nhưng mà theo nguồn tin thì có, có một số anh chị em thì nó là mẹ nó sống ở việt nam còn một số anh chị em thì nó là mẹ của tân thái ở mỹ rồi nó đưa nó đưa mẹ nó về việt nam để tránh dịch nhưng mà nó lại cầu mong mẹ nó chết để nó được mạnh mẽ đấu tranh có một cái đứa con nào mà nó ngủ nghịch đến mức độ vậy không các anh chị? Thì chúng ta phải nhìn vào nhìn vào cái 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 gia phả của người Tân Thái thì chúng ta biết được là nó đối với người mẹ á, 9 tháng kêu mang á để Tân Thái ra á, mà Tân Thái lại khốn nạn mà bất hiếu đến mức độ đưa mẹ ra đưa mẹ ra để mà làm bia đỡ đạn để mà mong cho cái bà cụ chết để mà được mạnh mẽ đấu tranh đấu tranh làm gặp đấu tranh được cái gì và tôi hỏi các người đấu tranh được cái gì trong khi bao nhiêu người chống cộng cực đoan các vị nói là ở việt nam á à, các vị đó là ở bên mỹ chứ các vị nói là y tế ở mỹ miễn phí <laughs> các anh chị còn nhớ không thằng Jason sành bùi với lại con bích trang nói ở bên mỹ về về y tế họ miễn phí cho các bạn qua tới mỹ các các bạn qua mỹ các bạn sẽ được uh, 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 cái gì uh, bảo hiểm miễn phí chữa bệnh miễn phí vậy thì miễn phí hiện tại bây giờ đó bích trang các anh chị cũng biết hai ba ngày nay cả làng sóng uh, không gian mạng coi livestream của Bích Trang cô ta đang bị nhiễm dịch Covid nếu như miễn phí thì đi vào vào phòng cách ly của Mỹ đi livestream ở bệnh viện Mỹ á livestream chứng tỏ cho nước Việt Nam mình biết được là ok tôi đã từng nói ở Mỹ bảo hiểm miễn phí chữa bệnh miễn phí thì cái đó mới thuyết phục được dân Việt Nam các người hô hào mà các người nói là bên Mỹ cái gì cũng free, cái gì cũng miễn phí, không tốn tiền Qua Mỹ ăn học không tốn tiền Chữa bệnh không tốn tiền Vậy thì bây giờ đang bị nhiễm dịch Covid đó Bích Trang đó các anh chị Bích Trang là thành phần chống cộng cực đoan và luôn khốn nạn với đất nước Việt Nam mình Nó chửi Việt Nam mình rất là nhiều nó nguyền rủa Việt Nam mình rất là nhiều nó nói Việt Nam mình đồ ăn nhiễm độc môi trường không có được trong lành Bộ Y tế không chăm sóc người dân này nọ khác kia ở Mỹ thì được miễn phí học hành miễn phí mọi thứ không khí trong lành vậy thì ngày hôm nay á, bị nhiễm dịch COVID đó tại sao không vào trong cái cho không vào trong cái phòng mà cấp cứu đặc biệt của Mỹ nằm trong đó live stream chứng minh cho thế giới chứng minh cho những người Việt Nam mà các vị nói á các vị lôi kéo các vị phải làm như vậy mới thuyết phục được đúng không phải vào đó rồi live stream cho chúng tôi thấy được đây là cái sự miễn phí nhân đạo của của à, ở nước mỹ đây làm được điều đó đi đúng không thằng chay xanh bùi mày đi qua mày cứu bích trang đi kìa ha mày biến ra mày mày đừng có làm nít ạc lon nữa biến nè tao nói cho mày nghe là trên sân bồi mày đừng có mày đừng có vào trong này mà mày hả nói mà nó, nó chỉ có một cái luận điệu của cái thằng tâm thần thôi cái loại tâm thần giống như nó là hai năm nay rồi cứ ra rã đi lên chỉ một câu nói một là hả cộng sản việt nam cái này cái kia rồi cái gì mà hả, thức ăn nhiệt việt nam thì nhiễm độc không khí việt nam thì ô nhiễm môi trường formosa abc bên mỹ có tới bốn cái nhà máy formosa lận nha ba đến bốn cái nhà máy formosa không nó làm cái đến đặt lon vô em cũng lóc nó thôi à nó không có cửa để vào đây để mà nói chuyện đâu cho nên á, những cái thành phần tâm thần này á, Tụi mày là dạng tâm thần chính trị Khùng chính trị rồi Mấy cái đứa mà khùng chính trị Giống như chay sành bùi Giống như Tân Thái, Benny Trương Rồi à, Đạo Minh Quân, Sa Phạm Là tụi nó dạng mà tụi nó là khùng chính trị Chứ không phải là bình thường tụi nó khùng chính trị à, Chứ nó không phải là người bình thường Người bình thường á bây giờ nhiên nói Điển hình như Hoàng Trúc Linh đi Chẳng hạn ít ra thì thì cái cô ả này á ngày xưa á về phong về về đặc khu á thì ả này cũng đã từng cởi cởi hết quần áo ra rồi cho thế giới thấy và cũng nói là rồi cũng 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 phản đối đặc khu đó rồi cũng nói tầm lâm hết nhưng mà vừa rồi dịch covid thì ả này cũng lên trên mạng và cũng nói là bị nhiễm dịch. Ok mình không cần biết là có câu like câu view như thế nào Nhưng mà mình cũng đã từng nguyện cầu cho cô ta qua khỏi cái căn bệnh Covid này Mình đã từng kêu gọi mọi người thôi chúng ta Dù sao đi nữa thì cũng là con của đất mẹ mình Tuy là nó ngỗ nghịch đó Nhưng mà các anh chị em chúng ta cũng cầu nguyện cho nó tai qua nặng khỏi Khỏi bị cái dịch Covid này Và cô ta ngày nay cũng thấy mạnh khỏe Thì mình thấy điều đó mình cũng mình cũng mừng Hy vọng là có những cái chiều hướng suy nghĩ đúng giống như là cái cái livestream lần trước cô ta nói, cô ta cũng có những cái lời khen về bộ y tế Việt Nam à, chữa trị tốt virus à, covid 19 này này. ít ra thì cũng phải có một chút lương tâm còn sót lại giống như cái cô à, giống 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 như giống giống như à, cô bạn cợt à, cái cô mà hoàng trúc linh đó thì cũng gọi là lương tâm còn sót lại. Chứ dạng giống như chay sành bùi bích, rồi tân thái bên trương ly sa phạm bích xa bích trang bích gì đó thì dạng những cái cái cái, cái đứa này A quy nguyễn rồi đào minh quân á những cái loại này thì loại là khùng chính trị tâm thần gọi là tâm thần học rồi nó chống nó chống đến nỗi mà hả cha ông nó chống gậy rồi mà nó vẫn còn chống nó vẫn còn xuyên tạc vẫn còn dối trá vẫn còn nói láo trong khi bao nhiêu người bị bị nó lừa qua tới đây chống phá đất nước Việt Nam mình qua tới đây và họ đã lọc tẩy lọc mặt nó lọc mặt tụi nó biết bao nhiêu người rồi phá hoại bao nhiêu gia đình phá hoại tương lai bao nhiêu gia đình của Việt Nam đến khi họ qua bên này thì sao họ qua bên này thì sao các anh chị thấy rồi đó Bích Trang Tân Thái bên này trường nó nói nó kêu là bộ nó nói là ở Mỹ chữa bệnh miễn phí Bây giờ chính bản thân nó lên mình không biết giả hay thiệt. Nó lên nó nói là nó đang bị nhiễm dịch Covid rồi đó. Vậy thì nước Mỹ chữa dịch Covid miễn phí mà tại sao về nhà tự cách ly vậy? Đúng không? Tôi không tôi không có chế giễu chị. Tôi rất là đồng cảm và tôi thấy thương chị vì chị bị nhiễm dịch Covid. Nhưng mà tôi thấy thù ghét chị tại vì chị chống đối đất nước Việt Nam mình, chị nói sai về đất nước Việt Nam tôi thấy thù ghét chị á đó biết trang là tại vì á chị dẫn dắt rất là nhiều người ở việt nam nghe những cái lời sai trái của chị chị làm tư tưởng của giới trẻ bị lệch lạc chị làm mất đi á tương lai của rất là nhiều gia đình ở việt nam cho nên tôi thù hận chị tôi căm ghét chị nhưng mà tôi đồng cảm với chị ngay bây giờ thời đại thời buổi bây giờ là hoàn cảnh của chị bây giờ là tại vì chị nhiễm dịch covid nhưng mà âu đó cũng là quả báo cho chị ha cho nên tôi mong là chị có cái lời sám hối để mà xóa đi cái nghiệp của mình vì, tại vì chị rất là tư tư tưởng của chị rất là độc ác tôi từng coi những cái livestream của chị chị nghiến răng nghiến lợi chị chửi đất nước việt nam mình chị chửi đảng cộng sản chị chửi bộ y tế chị chửi từng người ở việt nam mình chị dùng những câu từ rất là khốn nạn mất dạy cho nên á, bây giờ chị lên trên đây chị cầu mong mọi người chị van sinh mọi người á, là cầu nguyện cho chị á. thì chị phải nhìn lại cái nghiệp báo khẩu nghiệp của mình trước đây chứng minh cho mọi người xem là ở mỹ được miễn phí coi các người từng nói điều đó mà hiện tại bây giờ đây là cơ hội mà quý vị có thể kéo được rất là nhiều người về bên phe của quý vị nếu như quý vị làm được điều đó đi vô phòng cách ly của Mỹ đi 42 ngày nha đã tôi chỉ cho chị tôi đưa cái bản báo giá cho chị coi luôn á 42 ngày chữa chị nằm ở trong phòng cách ly đặc biệt chăm sóc đặc biệt của bệnh viện số tiền nó rẻ lắm có 408.000 thôi mà nên nhớ không phải 408.000 Việt Nam nha mà là 408.000 đô la Mỹ trong 42 ngày chữa trị bệnh đúng rồi đó ca trương anh nhiên còn nhớ mà anh nhiên còn nhớ nó nó lôi lãnh tụ của Việt Nam mình ra là bác Hồ kính yêu của chúng ta ra nó chửi nó xuyên tạc nó kéo những đứa phản động nó nó xúi dục những đứa phản động khốn nạn với lại bác cho nên là đối với nó là nhiên dùng cái từ là căm hận nhiên thù ghét nó những kẻ mà nói sai trái về đất nước Việt Nam mình Còn giây phút này nó bị bệnh á thì mình đồng cảm cái tính nhân văn, cái tính nhân bản của người Việt Nam mình cho nên là mình mình không nói gì về nó nhiều, nhưng mà mình muốn mong mong á là nó phải suy nghĩ lại khẩu nghiệp của nó. Đó, bây giờ đây là cơ hội rất rất là tốt để cho quý vị kéo lôi kéo những người ở Việt Nam về phe quý vị một cách tâm phục khẩu phục. Thì quý vị bị nhiễm dịch Covid đó đi vào chứng minh đi. Y tế của Mỹ miễn phí chữa bệnh. Chứng minh cho tôi coi. lúc nãy nhiên nói rồi đó chủ đề ngày hôm nay nhiên cũng đề đó đó là cái sự quả báo có dây thì có trả thôi những đám mây đen nó cũng sẽ ù đang ù đến ập lên đầu của những kẻ bất hiếu bất đệ với quê hương đất nước mình những đứa con mà bất hiếu á thì lúc nào cũng không bao giờ mà sống mà được trên đường đời được thẳng tắp cả đúng rồi đó ca trương thì nhiên nói rồi không biết nó bệnh thật hay giả nếu như nó bệnh thật thì mình cầu nguyện cho nó khỏi bệnh mà nó bệnh giả mà nó nói thật nó nói như vậy thì người ta nói á, à, nhiên cũng tin vào tâm linh lắm nếu như bạn mà không có bị bệnh mà bạn nói dối bạn bị bệnh thì thế nào chắc chắn bạn cũng sẽ bị bệnh tại vì lời lời nói dối khi mà có những cái giây phút mà uh, giống như mình mình theo tâm linh mình mình tin tưởng gì đoan đi thì uh, đến cái giây phút linh đó thì cũng sẽ bị nghiệm ứng liền ứng nghiệm liền thằng hùng lân ở ở thằng hùng lân hả vũ sư hùng lân hả vũ, vũ sư hùng lân nó không phải ở austin nó ở houston vũ sư hùng lân là nó ở houston texas nói với lại con bích trang là một cặp bài trùng đó nghe đồn là hai đứa tụi nó cặp nhau nữa bích trang mà bị nhiễm dịch covid thì thằng đó thì sao mà tránh khỏi được Thực ra thì Nhiên không có tham gia vào chính trị nha các anh chị, các anh chị nên nhớ một điều. Nhiên chỉ biết gì về biết biết về xã hội, về kinh tế. Còn chính trị thì rất là rộng các anh chị. Nó chính trị là một mảng không phải ai cũng có thể lên phát biểu nói được. Chúng ta phải hiểu biết thật là nhiều về lịch sử, về địa lý, về chính trị khoa học thì về về cả những uh, những điều ở trên thế giới thì chúng ta mới dám lên trên này để nói chính những vị giáo sư đôi khi người ta nói còn bị vấp nữa đúng hồ chia là dân thường của chúng ta cho nên là những gì mà nhiên tham gia là không phải là chính trị uh, các anh chị nên nhớ rõ một điều đó đó là nhưng chị có thể chia sẻ những mảng về xã hội, về kinh tế ở Mỹ để mà chứng minh cho tất cả các anh chị em của mình những người dân à, lao động chân chính, những người vùng sâu vùng xa họ có thể hiểu biết thêm về xã hội kinh tế ở Mỹ. Còn về chính trị thì à, nhân mạng phép nhưng không đủ khả năng để mà tham gia để mà tìm hiểu sâu đâu. Ha. Cho nên là các anh chị nên à, nên à, đừng nên nghĩ là À, chúng ta lên trên này là à, những người giống như nhiên là tham gia chính trị không phải mỗi người có một cái à, à, cái sự à, nhìn nhận riêng thì chúng ta nói ở trên đây là chúng ta nói theo góc độ của một người dân à, chúng ta chỉ có thể à, chứng kiến được trong cái cuộc sống của nhiên nhiên thấy những cái điều đó nó xảy ra thì nhiên chia sẻ nhiên chia sẻ những cái thăng trầm những cái đoạn đường mà nhiên đã đi qua À, vấp ngã như thế nào và đứng lên như thế nào à, những cái mà mình chứng kiến những cái sự thật xảy ra tại à, hiện tượng của nước mỹ à, về à, tiêu cực sự tích cực xã hội thì ở việt nam của chúng ta cũng có và đất nước càng rộng thì tiêu cực tích cực sẽ càng nhiều đất nước càng rộng thì những cái tệ nạn xã hội sẽ rộng hơn cho nên là những kẻ chống cộng cực đoan và những kẻ phản động luôn luôn nói đất nước mình những về những cái điều tiêu cực nhỏ của đất nước Nhưng mà nó quên nhìn thấy những cái tiêu cực lớn tại nơi nó đang sống Vì vậy những người giống như Nhiên và tất cả các anh chị em như Kiều khác lên trên mạng chia sẻ thì mong là đem đến cho xã hội Việt Nam mình những cái lý lẽ công bằng, những cái điều mà sự thật phải đúng theo nghĩa sự thật, giống như trong cái nick của Nhiên nói là Nhiên muốn đem sự thật về cho đất nước theo đúng nghĩa sự thật. Đúng nghĩa sự thật là như thế nào các anh chị? Là có nghĩa là tiêu cực tích cực ở Việt Nam mình có, không phải không có, mình không phủ nhận những điều đó, nhưng ở nước Mỹ cũng có các bạn sống nơi đâu các bạn phải tuân thủ vào pháp luật của nơi đó các bạn phải tuyệt đối hợp tác và tuân thủ thì các bạn mới có thể cải thiện được chính bản thân mình và đem đến cho xung quanh những cái điều bình yên thật sự còn các bạn sống dù sống ở nước tư bản nhưng mà các bạn không am hiểu pháp luật các bạn không tuân thủ thay pháp luật của nước sở tại thì các bạn vẫn bị vi phạm và vẫn bị Hả? trở thành những cái thành phần cá biệt còn tồi tệ hơn là khi các bạn sống ở Việt Nam nữa đó cho nên là những những gì mà Nhiên đem đến cho um, mạng xã hội đó là những cái điều mà Nhiên đã từng trải qua những thăng trầm trong cái cuộc sống của Nhiên và Nhiên thấy được những cái sự dối trá của những kẻ chống cộng cực đoan bên này nói dối xuyên tạc và hả uh, lôi kéo những đứa trẻ ở việt nam mình đi theo tụi nó mình cảm thấy rất là tội và mình không muốn mai một đi tầng lớp trẻ đó cho nên là mình tham gia vào mạng facebook cũng như là mạng xã hội để mà mong đưa các em về nơi mà các em bình yên nhất một nước một đất nước đang sống trong cái nền độc lập tự do và chúng ta nên trân trọng những cái điều đó chúng ta rất là may mắn bởi vì cái sự hy sinh của cha ông của mình dành nền độc lập tự do cho chúng ta thì chúng ta cần phải trân trọng bao nhiêu đất nước thèm muốn được cái cái nền hòa bình giống như nước Việt Nam mình nhưng mà họ không có giới tới được cho nên có cũng có rất là nhiều người nước ngoài và hiện nay họ về tới Việt Nam mình để họ tác nghiệp, họ lập nghiệp ở đó và họ coi quê hương mình là quê hương thứ hai trong cuộc đời của họ tuy là dòng máu của họ không phải là da vàng giống như Việt Nam mình nhưng có rất là nhiều người nước ngoài họ đang sống tại Việt Nam và họ có những cái câu phát ngôn như vậy và họ cảm thấy là họ họ không có cái gì lưu luyến tại nơi đất nước của họ tại vì họ họ về Việt Nam mình họ làm và họ trả thuế một mức thuế không có đáng bao nhiêu cả và họ luôn 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 cảm thấy được cái sự an bình ở nơi đất việt mình làm ít nhưng mà vẫn sống được thoải mái còn hơn là ở đất nước của họ họ làm quần quật và họ trả bill trả bọng quanh năm suốt tháng còn ở việt nam mình chỉ trả một số bill nào đó thôi giống như điện nước thì bắt buộc phải có nè rác rồi một số một số bill nhưng mà không có nhiều bằng ở mỹ còn ở Mỹ cuộc đời của các bạn chỉ có làm cho đến khi các bạn nhắm mắt thôi là bill nó vẫn còn đầy ngập ở trong cái hộp mail. Nhưng chào lại tất cả các anh chị em Chào em Just mail. Ok Live stream của Nhiên cũng hơn một tiếng rồi Thì ngày hôm nay thì Nhiên chỉ phân tích Cho tất cả các anh chị em thấy Quả báo nhãn tiền đến với những kẻ mà nó sai về sự thật của đất nước việt nam mình xuyên tạc về tất cả mọi thứ ở việt nam mình và cho đến ngày hôm nay thì bộ mặt của họ đã bị phơi trần đã bị lột, lột ra xuống bộc lộ diễn coi như là đã bị bọc trần tất cả mọi thứ sự dối trá lưu manh của những kẻ chống cộng cực đoan và những kẻ nói sai về đất nước Việt Nam mình cái bộ mặt của nó đã rớt cái mặt nạ xuống thì mong là các anh chị em chúng ta nên quay về lại cái cuộc sống của mình sớm hơn nếu có thể đừng để đừng để đi quá đà đừng để những cái hành động của mình đến một lúc nào đó bị từ chối rồi thì mình sẽ thê thảm hơn gấp bội lần ừ, nhưng chào nhưng chào lại anh uh, uh, Tyson mai nha chào võ xuân tạo và tất cả các anh chị em mới vào thì uh, buổi live stream của nhiên mỗi tuần thì nhiên sẽ cố gắng live stream một lần tìm hiểu thật kỹ về những cái sự kiện của nước mỹ và những cái 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 điều mà xảy ra à, xã hội Mỹ à, cho nó đúng lúc nào mình mình chia sẻ thì mình không có muốn mà nó à, những cái tin tức mà mình coi nó chưa được chuẩn xác thì mình sẽ không dám chia sẻ nhiều. Nó khi nào mà nhiên xác minh nó là chuẩn xác thì nhiên mới có thể à, mở livestream và chia sẻ cho tất cả các anh chị em chúng ta cùng nhau để mà à, nắm vững được trong cái cái bước đường của chúng ta để chúng ta có những cái lời phản biện sâu sắc đến những kẻ nói sai về đất nước mình, những gì mà nhiên lột tả trong cái xã hội Mỹ không phải là nhiên nói xấu mà là nhiên chỉ muốn phơi bày ra những cái mà họ đã từng xuyên tạc đất nước Việt Nam mình như thế nào, thì nhiên muốn phơi bày ra để có cái sự so sánh cho chúng ta nhìn vào rõ hơn, sự thật hơn, sắc bén hơn. À, để chúng ta không có những cái suy nghĩ à, sai về đất nước mình mong là tất cả các anh chị em à, cùng nhau truyền tải tuyên truyền đến à, những người dân đồng bào ở vùng sâu vùng xa thiếu hiểu biết để họ không có bị sổ mũi à, để họ không có bị những kẻ à, nói sai về quê hương đất nước mình à, dẫn dắt họ đi sai đường lạc lối cảm ơn tất cả các anh chị em tham gia livestream của nhiên nha chúc tất cả các anh chị em à, một ngày làm việc vui vẻ và bình an vô sự à, nhớ là phải à, luôn luôn đeo khẩu trang và phòng chống dịch cho à, được à, tất cả tuyệt đối nha giữ cho đất nước Việt Nam mình luôn là cái luôn luôn lọt vào top là một đất nước à, chữa dịch Covid đứng hàng đầu thế giới là một đất nước đang đang được hưởng cái sự kiêu ngạo không phải kiêu ngạo nữa mà là được tự hào cả thế giới nhìn vào lên lên trên đài của tất cả đài truyền thông truyền hình của rất là nhiều nước họ cũng ca tụng đất nước Việt Nam mình rất là nhiều và hiện nay thì khi mà bước ra đường với với một tư cách là một người con của đất mẹ khi nghe một người Mỹ nói về uh, nói về dịch covid ở Việt Nam thì đối với Nhiên Nhiên cảm thấy tự hào tuyệt đối và Nhiên tự hào tận xưng OK tao là người Việt Nam khi mà họ hỏi may là ai tao là người Việt Nam chỉ như vậy thôi là có thể ngạo nghễ rồi đúng không các anh chị <laughs> OK cảm ơn tất cả các anh chị nha đúng rồi có quyền ngạo nghễ chứ <laughs> Ok, cảm ơn tất cả các anh chị tham gia live stream của Nhiên Chúc các anh chị làm việc vui vẻ nha Gia đạo bình an Và có nhiều tiền phát triển kinh tế lên nữa Hẹn gặp lại tất cả các anh chị em vào buổi live stream của tuần tới nha Bye cả nhà Chúc tất cả các anh chị Việt Kiều Ở Mỹ ngủ ngon luôn nha Bye bye